tập chí này nó có cái mạch tốt đấy. Những cái ca này cũng hay là nhân về cái hội chứng hình thư, nhân về hội chứng hình thư mà là một cô cụ già đó thì sẽ tiếp cận ra tôi mới nói cái điều là bệnh nhân bị lympho nó thành bây giờ tôi dùng nguyên chủng chúng ta phải chứng tỏ cái xưa đó bị lympho nó thành thì những cái CD mới ra dương tính như là cái này là lympho tế bào lớn lan tỏa dùng tế bào B từ tổ bụng nó đi xuống dưới
rồi đến giữa của tháng thứ ba thì nó có những cái thành phần phụ nó đi theo, ví dụ như là cái phần của mạc thì nó phần cái tối đi xuống cùng để cuối cùng nó thành nó tạo ra cái túi tinh mạc, cái túi mà có bọc lên tinh hoàn, rồi có cái dây chằng, có cái dây chằng của cái bèo cũng đi xuống dưới, rồi có tinh hoàn nó đi theo. Thì đến tháng thứ năm thì tinh hoàn nó bắt đầu nó đi xuống được tới gần vùng mồ, rồi cái phần cái túi tinh hoàn thì nó bắt đầu nó hình thành từ nó rõ nét, rồi cái dây chằng biểu thì nó đi sâu xuống dưới. Còn đến lúc mà mới vừa sanh ra thì lúc đó thì hoàn chỉnh, thì bình thường tinh hoàn nó mới nằm trong biểu, rồi bao nhiêu quan đó thì có túi tinh hoàn. Còn nó lớn mạng cái gì chẳng kiểu mình thăm sâu trong này rồi. Đó còn nó sẽ không có liên thông, nó cách để giữ lại cái thông của mạng ở trên. Đó thì cái này diễn tả lại cái đó. Cái này là tôi biết tiếng Việt. Mình cũng nghe một mentor này của cái tự kiến cũng khoa đại học của lớp mạng. Mẹ mình cái cuốn về khoa đại học đi qua rất là tiếc. Mới nhất luôn rồi. Chàng tôi sẽ chỉ chàng như vậy. Thì cái thoát vị mạng, thoát vị mạng bẩm sinh đó thì do cái bằng cái túi tinh mạc thì nó đi xuống rồi, nhưng mà ở những cái người thì nó vẫn còn không nấu với lại cái xoàn phúc mạc trên một đó, thành ra hậu quả là mấy cái quay ruột thì nó có thể bị đi xuống dưới, thậm chí là nó chui vô tới bèo luôn, thì nó gây thoát vị mạng, nó có thể bị nghẹt, nó gây tắc ruột á. Bệnh lý tiêu hóa tiếp tục nói một số gì bạn tôi có gặp ở bên bệnh viện nhiều, một là cái túi tinh mạc khi đi xuống thì nó cũng khép lại nhưng mà nó không hoàn toàn, nó tạo ra những cái khoảng trống như những cái nang này nó bị ứ dịch ở trong, thì nó gọi là ứ dịch, nó tạo ra túi tinh mạc ứ dịch nên cái con đường này thì nó không hoàn toàn nhưng mà nó cũng không đúng hoàn toàn, nó tạo ra những cái túi thừa này đường đi mổ cắt bỏ. Còn nếu mà xét về thống kê vị trí á, thì đa phần là tinh hoàn nếu mà nó không xuống được tới bèo á, thì nó còn kẹt ở trên bèo 48% các trường hợp, nó còn nằm trong một bẹn thì 42%, còn lại thì có khi nó nằm trong 41%. Đa số á, là khi mới sinh ra mà mình đỡ sanh á, mình khám cho em bé sơ sinh á, coi nếu mà nó chỉ có một tinh hoàn trong bèo thì có thể một cái kia nó còn nằm ở trên bèo một chút, thành ra cái vấn đề xử trí nó cũng không khó lắm, tức là người ta sẽ nằm sớm trong vòng từ sau 6 tháng tuổi đến 1 tuổi đó, thì mình nếu nó nằm ở vị trí còn lại thì người ta sẽ ổn định, kéo cái tinh hoàn còn lại xuống dưới bèo thì nó sẽ ổn định hơn, sẽ không có gây được những cái vấn đề phức tạp về sau. Vậy nếu mà đủ nó kẹt lại, ví dụ như kẹt nặng nhất, kẹt trong ổ bụng thì sao? Khi nó kẹt trong ổ bụng á, thì nó sẽ bị cái nhiệt độ trong ổ bụng thì nó cao hơn bên ngoài. Cái nhiệt độ lý tưởng cho tinh hoàn để sinh ra tinh trùng về sau nó chuyển thành đó là thấp. Nhiệt độ cơ thể của mình là bên còn 7 độ C, còn hơn một chút. Nhưng mà nhiệt độ ở tinh hoàn lý tưởng từ khoảng 35 độ C. Số tương đối trùng hợp 5 độ C đó thì nó thành ra nó phải mát một tí đó, thành ra nếu mà nó kẹt trong cái bụng thì nó nóng quá, nó quá hậu quả là cái tinh hoàn nó bị teo, cái tinh hoàn kẹt đó nó bị teo lại thì cái lớp màng đáy nó dày lên, rồi cái thành phần tế bào thủy tinh thì nó bị biến mất, thay vào đó nó chỉ là tại cái tế bào sertoli, tại tế bào sertoli nó không sinh tinh trùng, nó không có được cái chức năng của cái tinh hoàn bình thường, nên bình thường phải cắt bỏ cái tinh hoàn lại, nó còn kẹt lại. Cái này là cái ống sinh tinh bình thường, là cái dòng tế bào sinh tinh rất là nhiều của cái đầy đủ. Trong khi là cái tinh hoàn bị teo á, thì nó cái màng đáy tinh hoàn nó dày, rồi cái dòng tế bào sinh tinh nó biến mất theo là tế bào sertoli của mình, rồi cái mô đệm nó không có phát triển theo cái chiều hướng vậy nó không phải là tăng sinh hay gì cái phần mô kẽ ở tăng sinh mà nó lại không tạo ra cái tế bào lấy trưởng thành,
còn một nguy cơ nữa được thống kê học chiến lược theo nhân quả, nhưng mà người ta thấy cái tình trạng ảnh nếu mà để lâu trong một bụng thì nó sẽ chuyển thành ung thư, ung thư tinh hoàn. Để giải thích mà được chấp nhận nhiều nhất là do đề nhiệt độ, nhiệt độ nó cao quá so với cái tinh hoàn bình thường, thì các cái dòng tế bào sinh tử nó bị đột biến, thì chúng mình học cái ung thư tinh hoàn chúng mình phải đó là một cái nguy cơ dẫn tới ung thư tinh hoàn. Giới thiệu cho quý vị một cái ca bệnh thuốc lọc sàng thì tôi cũng gặp cũng khá nhiều bên bệnh viện như đồng hộp á, là ca này nó hay là kèm cái dụng tê tinh hoàn, nó lại đẻ ra thêm một cái chuyện phức tạp cho cái bệnh nhân này nữa. Thì cơ bản là thấy tinh hoàn teo, nhưng mà cái thể hình, cái kiểu hình của người bệnh nhân này thì nó có vẻ nghiêng về nữ hơn, nó có bộ phận sinh dục ngoài thì nó có nghiêng về nữ hơn. Thì xin thiết cái tinh hoàn teo này nè, ở trong bài giải bệnh nhiệm một thì được coi thấy vừa có cái cấu trúc mô của buồng trứng mà vừa có cái cấu trúc mô của ống sinh lực trong cái tinh hoàn teo đó, nên nó mới phức tạp. Đặc biệt là vấn đề là bệnh nhân có bị lưỡng dơ bệnh dơ thì là nó cái nào hay nó ướt thật sự không, thì câu chuyện nó cũng hay lắm. Tôi tra cứu lại theo cái sách khoa đại học lên ngày 2015 ha, thì người ta nói là con người đó, thì cái người mà có mang cả hai cái cơ quan sinh dục của hai giới đó, thì nó có từ hermaphrodite, hermaphrodite là một bên là nam bên là nữ, cộng lại là hermaphrodite. Nhưng mà thiệt ra thì ở người thì cái này nó cũng không có thành sự là nữ giới. Tuy nhiên là cái người ta ghi nhận đó là nó có thể mà vừa có tinh hoàn vừa có buồng trứng, chỉ có mô tinh hoàn chỉ có chuyện luôn. Nhưng mà nếu mà làm cái chính sách thái độ á, thì thực ra đa số các trường hợp á thì là bộ chính sách thái độ là nữ giới là 46XX. Nhưng mà thành ra nhìn bên ngoài thì ra toàn là dạng một người phụ nữ, nhưng mà nó vẫn có thể khảm trong những kỳ của đại học á, thì trên cái là 46XX đó có vẻ giác nó có vài cái vùng cơ quan của bạn thì nó lại là chính sách thái độ là 46XY, rằng nó mà mới sinh ra cái dạng là có một tinh hoàn cho nó. Thì tùy theo cái nào là ưu thế thì ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Khi lớn thì mình hay mẫu điều chỉnh giới thiệu đi coi cái ca là hay, tức là mới lúc đầu lấy xuống là cái tinh hoàn teo, nhưng mà tôi coi kỹ thì là thấy nó là một buồng trứng, thì mấy cái nàng nõn nguyên thủy của trứng, mấy cái nàng nõn và nàng nướng ra thì nó có mô hình buồng trứng tinh hoàn. Rồi đây cái nàng nõn nằm bên đây kế bên, các bạn thấy mấy cái ống sinh tình, mấy cái ống sinh tình thì dĩ nhiên nó cũng còn nồng rồi, nhưng mà có chút ống sinh tình thì rất là rõ ràng một bộ luôn. Nó nên trả lời là mô này vừa có chứng như cái tình quan một cái nhân biểu lớn giới. Rồi bây giờ mình qua mấy cái thường gặp bệnh nhân có thể bị liên tinh quan, đa phần là bệnh nó có thể là bệnh chuyển qua đường tình dục do tình do học không ăn hoặc không được bảo vệ, thì cái tinh hoàn nó sẽ bị lây với cái con vi khuẩn như là cộng đồng vi khuẩn, cái nhóm mà gồm thì là nó là sông cầu hạt cà phê. Nếu gì coi lên trên vi sinh thì sẽ thấy kèm theo những cái mẫu chất là xác sông cầu này, chúng ta tạo nên một khối đủ luôn lây ở mạng tinh hoàn trong mô tinh hoàn luôn do cái tập chuyện của đường tình dục. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp như là bệnh nhân bị lao, bị lao tinh hoàn, cả lao cả tinh hoàn như lao màu tinh hoàn luôn. Thì tôi ghi nhận mấy trường hợp thực tế, tôi bệnh nhân thứ nhất đó là những cái người nam lớn tuổi có tiền căn là lao phổi, thì vì cũng lao nó phải đi vô máu, rồi từ máu tới các cơ quan khác thì bị tình hình bị có lao ở xương, lao ở tinh hoàn, lao ở mạng não, lao ở phần mềm, lao ở da, vân vân, lao vào chỗ đó là lao thứ phát, kiểu nó nhờ cái gì vật lao của mà hồi lên cái tổn thương trên đại thể nó sẽ dạng những cái cũ lao như này có thể kèm cái bệnh tử bá đạo cái cũ lao thì trên vi thể mình thấy cái hàng lao giống như cái tiểu bản quý vị coi cái biên lao thì nó cũng có để bảo răng gan để quay tử bá đạo để bảo răng biểu mô. Rồi một cái tổn thương tinh hoàn khác cũng hay gặp ở trẻ em là
cái khởi đầu là bị bệnh quay bậy. Bị bệnh quay bậy thì do cái con virus, cái con này nó được cái họ Bartonella virus, thì nó lây qua đường hô hấp. Ban đầu thì nó gây viêm tuyến thượng bọt, từ từ viêm tuyến thượng bọt mang tai hai bên, nó sưng lên những mảnh đĩa. Rồi sau đó một hai tuần thì vi khuẩn có thể vô máu. Vô máu thì nó là vi khuẩn virus, cái vô máu là virus là CV huyết, tức là nó đi vô cơ quan bộ phận hệ thống quan trọng hơn như là viêm não, mạch não, gây viêm tụy cấp. Rồi sau đó nó lại gây viêm tinh hoàn hoặc là viêm buồng trứng. Thì cái này hậu quả các tai hại nó sẽ khi nó vô cái tinh hoàn thì nó tấn công sẽ tinh. Ra thường bất kỳ cái bé thì nó nên nghỉ ngơi nằm chỗ thì cái tinh hoàn nó bớt cái sinh huyết hơn, thì viêm virus nó bớt nó vô nhiều ít vô hơn, còn nó vô nhiều thì nó tấn công cái ống sinh tinh nên nó làm nát cái ống sinh tinh. Hậu quả thì làm cho bé có thể bị hiếm mụn, tại sao khi nó lớn thì nó có thể bị vô sinh hoặc là hiếm mụn, giảm khả năng sinh sản, thiếu tình dục. Rồi. Nhưng mà thường thì cũng không có điều gì đặc hiệu, nghỉ ngơi tăng sức đề kháng thì rồi cách ly thì cộng đồng, tại vì bệnh nó có thể bay về những cái khác. Rồi bây giờ tràn dịch tĩnh mạch thì cái tĩnh mạch của mình nó hai lớp, hai lá là một lá nó dính vào trong cái tĩnh mạch, một lá nó dính vào da miệng, nó tạo ra một cái khoảng trong ảo này thì nó có cái dịch để nó trơn láng cho cái tĩnh mạch. Nó có thể nằm trong cái biểu có thể chuyển động chút xíu, nhưng mà cái trong những trường hợp mà bị khối u trong tinh hoàn hoặc bị viêm tinh hoàn, thậm chí là có những trường hợp nó chỉ là tràn dịch tinh hoàn bẩm sinh thôi, thì mình thấy tinh hoàn không có viêm gì hết nhưng mà nó bị tràn dịch chút xíu sau thì coi thì nó gây ra cái ư dịch trong cái quan này, thì nó cũng thể ảnh hưởng tới tinh hoàn. Thì ví dụ như là nó có thể làm cho cái tự soát lại làm cho mạch máu nuôi á bị thiếu máu nuôi, thì nó làm quay trở được cái tự hoàn, thường chạy can thiệp tự hoàn phải được đưa vào bệnh viện xem siêu âm kiểm tra coi cái vấn đề cái máu nuôi tự hoàn nó có bị ngẽn không, thì phải mổ xử trí. Thì nó sẽ kèm theo cái soát tự hoàn, nhưng mà soát tự cái tự hoàn có thể cũng bị soát nữa chứ không, chứ không phải trên cái nào tràn dịch tinh hoàn. Ví dụ như thường ở đó ghi nhận thì là ở trẻ ở tuổi dậy thì nó khoảng bắt đầu từ dậy thì lúc tuổi đó, chứ không phải dậy thì sớm, khoảng chừng 12-13 tuổi nam giới đó, thì cái lượng hormone sinh dục nam nó tăng cao, thì người ta nói do cái lượng hormone sinh dục tăng nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái cơ quan sinh dục nó to ra và nó bị biến đổi quá nhanh chóng, thì nó sẽ dẫn đến những cái hoạt động quá mức, thì nó có thể bị xoắn cái tinh hoàn, tự xoắn cái tinh hoàn, thì cái bé tuổi thiếu niên nó sẽ bị đau nhói ở dưới tinh hoàn. Thì thường là mình phải cho vô bệnh viện kiểm tra, siêu âm kiểm tra, mình kiểm tra mà có siêu âm nước lè và siêu âm máu để coi cho cái mạch máu nội tinh hoàn nó có bị ngẽn hay không. Nếu ngẽn thì mình phải thường tự xoắn sẽ bị ngẽn, thì sẽ mổ cao xoắn để cho nó vô sâu. Còn đây là chảy quá, thì vừa chảy quá thì nó tiếng nói nuôi lâu quá nó bị hoại tử, thì các bạn phải cắt bỏ luôn rất là ổn. Cái ví dụ như là người ở nhi đồng một á gặp trường hợp này cũng thì có khi nó chỉ xoắn một bên thôi, cũng may là xoắn một bên, còn bên kia nó xoắn nhưng phải cắt bỏ cái tinh hoàn vì sao mình hoại tử nè. Thì chờ những cái đường nán liên thành với những một bé này 6 tuổi, da miệng sưng này đỏ lên, bên trái thì nó bị to bên phải, chỉ biết mà sai da miệng luôn. Hay dù một cái vật nào mà nó hơi giòn một tí nhưng mà nó đừng có gây xây sạc da lắm, mình chạm vô cái da miệng từ bên mà bên trái thì mình phải đi nó thì tự động nó sẽ dựng lên, nó kéo được lên trên, thì nó sẽ da miệng bình thường còn cái bài nhân xài dầu điều là cái bộ phận nó bị xoắn đó thì nó bị mất. Rồi sợ thì thấy tinh hoàn bên đến chắc đào siêu âm thì thấy rõ ràng là xoắn là tinh hoàn bị ngoại tử ở trong cái món nồi đó, thì bên có bài gì thì bắt buộc phải cắt bỏ cái tinh hoàn xoắn để giải với phẫu bệnh. Thì bệnh thì thấy là cái bộ tinh hoàn nó nát lên trên, nó nát rồi nó ngoại tử
sự quyết đó chính sự sự quyết định đấy cái món của bài tập cái cáo sự tình nó cũng bị nát hết trơn không còn chức năng gì nữa thì cái này là tay giải còn nếu mà sơ ốm bé mà nó hơi đau nhói muốn tình hoạt nó dưới bèo là phải cho điều trị khám liền sự làm kiểm tra liền có phải mở khảo sát để cứu được cái tình hoạt chứ không lên mình thấy mấy cái ống sinh tình nó bị hoại tử nát ra vùng môi ra cũng vậy bị hoại tử cái tự xuất huyết rồi cái này thì đó nó bị tràn dịch tinh hoàn bẩm sinh nhưng mà cái tệ đó là tại vì có bạn không để thì dĩ nhiên nó sẽ hơi nó đào nhỏ thì nó khóc rồi nhưng mà không để là không nghĩ nó là vấn đề nặng nhưng mà thật sự ra thì cái tinh hoàn nó trồi nổi trên cái lớp dịch thì là cái nó cũng bị tự xoắn nữa nó tự xoắn thì khi đem nó vô bệnh viện thì nó hơi chảy rồi là bị tới hai ngày rồi bị hai ngày thì thấy mà cái cách khám nhận định tinh hoàn dễ lắm, chỉ khám mình sẽ ăn chỉ cần đưa cái đèn pin vô cái chiếu lên thì thấy hai tinh hoàn nó nổi như là mấy cục đá trên một cái ly đường vậy đó là mình biết mình nhận định được thì đem vô siêu âm kiểm tra thì đã kiểm tra lúc này ta thấy nó bị nghẹn mạch máu rồi ở một cái tinh hoàn trái tinh hoàn này bị xoắn quai tử luôn đã bắt buộc phải cắt cái tinh hoàn này là nói chung là thấy mấy cái trạng tinh mạch này thì quý vị nên đưa sớm vào cơ sở chuyên khoa siêu âm kiểm tra có xử lý được học không đừng để lâu nhà nó quay tử ở cái tinh hoàn rồi thì đây là hình ảnh thực tế nè cái trạng dịch tinh mạch nhưng mà trên mặt thì cũng bị viêm tinh hoàn còn bên đây là tràn máu tinh mạch các tràn máu tinh mạch nó là của huyết khối là tổ chức quá bị virin tăng tốc virin mà xả luôn thì cái tinh hoàn nó bị leo lại. Lý do về tràn máu tinh hoàn thì là đa số là do chấn thương cũng đừng có bị việc rồi đó dù như trong bóng đá vì khi mà đội chúng ta bị một quả đá phạt thì chúng ta thấy có hàng rào và chúng ta phải được chè lại nó chè sẽ chè cho được tại vì có khi nó không ra vô cuộc thành nó đá một quả chứ không còn hơn trong kỹ xuất nữa vì chứ bằng một điều một khác thì thật xỉu luôn hoặc là trong tranh chấp lừa bọt thì đó mà nguyên cái đôi giày đinh trong bóng đá nó chùi trong một cái thì nó cầu thủ đối phương không ngay được đó thường còn chuyện thường xảy ra được ghi nhận đó là tai nạn sinh hoạt ví dụ như cái gì về miền tây sông nước á có mấy cái cây cầu dừa có mấy cái cây cầu vậy mà trên đó thì quen rồi có khi họ làm bây giờ nó thì nguyên cái cầu qua cái gì đi cái gì mùa xanh cái gì dầm chè cái gì tụng tăng cái gì bước qua cây cầu cái gì bị trượt chân đó cái gì trượt chân thì nhớ cái bài này đó cái gì cái đại quên quên còn con trai còn cái bài nhớ sự sự thì sẽ đi đùa rồi còn ta phải té bên trái hay là ta phải té bên phải tập một bài làm sao cái là ngày đơ luôn thì xỉu luôn tại nó chấn động mạnh đó xỉu với mấy bạn bè khi vô nên khi tới chồng tới cấp cứu luôn là tại vì nó bị tràn máu ra sẽ chí này bên này đều giải đó đưa cái kim vô nó bầm ra là nó thở rồi nhiều khi mình để lâu quá cái máu nó tụ nhiều quá nó gây hoại tử cái tinh hoàn luôn thì thở hết luôn đó. Rồi bây giờ qua khối u ở tinh hoàn đó thì hơn 90% là u từ tế bào mầm mà đã nói là tế bào mầm tức là tế bào tiền phân sinh ra cái dòng tinh trùng đó nhưng mà đã nói tới u tế bào mầm á nhớ trong đầu chỉ có u tế bào mầm mà u quá trưởng thành á là lành thôi còn tất cả mọi thứ á là nói tóm lại cái gì nghe nó có cái u tinh hoàn thì người ác nhiều hơn nghĩ là cho đến khi các bạn kiếm được lại nó nguy hiểm như thế 90% u tinh hoàn là tế bào mầm trong các nhóm tế bào chỉ có u quá trưởng thành là lành u quá trưởng thành là tinh là lành thôi còn tất cả cái kia là tử đó thì có khi á nó không bị quá thì nó ra cái dạng là tiền thân của mấy cái con tinh trùng nó gọi là u tinh bào còn nếu mà nó có bị quá thì nó cũng đa dạng lắm có khi á tại vì hiện ra tế bào mầm thì nó cũng có thể chuyển hóa tạo thành những cái thành phần tương tự giống như cái phôi thai á nên nó có thể có là carcinoma phôi rồi nó lại bị phá ra những cái cơ quan ngoài cái phôi thai còn non ví dụ như trong thời kỳ thứ hai thì có túi nón hoàng, áo túi nón hoàng, rồi cái thành phần ở ngoài hỗ trợ cho phôi thai thì là cái phần nhau thai thì nó bị hóa kiểu carcinoma đôi, rồi còn có cái thì nó bị hóa giống như là một
cái cấu trúc của cơ thể, nhưng mà sắp xếp một cái hòn nó gọi là u bài, thì nó có ba thành phần của ba lá thai. Ba lá thai ví dụ là cái ngoại rồi cái trong. À, giờ mình chào sát bên trái, mình chỉ nhắc lại ha. U của tinh hoàn hơn 90% là u tế bào mạnh, chỉ có khoảng 5% là tế bào mô để làm dây sinh dục, trong đó 2% là u tế bào Sertoli, 3% là tế bào Leydig. Còn trong cái nhóm u tế bào mạnh này thì đa phần là ung thư hết, chỉ có cái u quái thì là u quái thì ít hơn, u quái gặp hơn thì là chỉ có u quái trưởng thành, còn u quái không trưởng thành cũng là ung thư. Rồi bây giờ cái mình hay gặp cho cái nhóm u tế bào mạnh nhất là cái u tinh bào, chiếm 30%. Nhớ là u này sẽ không gặp ở trẻ em nha, tức là những tuổi mắc bệnh của nó là tuổi thanh niên như trung niên và 50 tuổi, nó thường ứng về cái mặt tế bào giống như là u mình mọc trên chứng á. Cái u này nó phát triển cũng khá nhanh, làm cho tinh hoàn lớn lên, nhưng mà nó không đau nha. Cái nguy hiểm của nó là ung thư nhưng mà nó không có đau. Nó đau là tôi từng gặp, có ông cụ hồi đó bên thì chờ đẩy cái ông đó, ổng vô bệnh viện khám là tại ổng bị nổi cái cục ở cổ, mà mình nói bên bệnh viện khoa là ổng nổi cái hạch trên đầu, nổi cái hạch trên đầu ngắt, xong rồi mổ sinh tiết hạch trên đầu, nó mới thấy những cái dòng tế bào nó di căn vô cả cái cổ của ổng á, nó giống như những cái tế bào tinh bào, chứ mình coi làm sao để thấy. Thành ra mới báo động với bác sĩ là tại vì vụ khám tinh hoàn của chúng ta vậy lắm, nhiều khi người nam bệnh nhân mà vô khám họ không có nhắc gì, họ có nói gì với bác sĩ là có cái vấn đề gì với tinh hoàn đâu khám đâu, từ từ là vậy mới để mới khám. Thành ra đến chừng báo động rồi á thì mới cho đi siêu âm kiểm tra lại tinh hoàn, các thứ cái chụp CT mới loại ra cái tinh hoàn của ông bị nguyên cái khối u bự á là cũng ở gần 7-8 cm. Cái tinh hoàn bình thường là cỡ nhiều, tinh hoàn bình thường của nam giới trưởng thành là Việt Nam của mình cỡ nhiều, đổi lắm thì là bằng cái chiếc gà sò thôi, không nên làm lớn tới là 7-8 cm, là tới 10 cm. Đó nhưng mà thì ông thấy họ ra ông biết gặp được đâu tới già chắc nó lớn ra thì để không thì nó bị chảy rồi, chứ mình coi với về giai đoạn là coi như là cái ung thư nó vượt qua giai đoạn vàng giai đoạn mà chảy thế nhắc tôi nhớ là cái u ung thư nha, mà nó không có đào, nó to nhưng mà nó không có đào. Mặt cắt chứ mình coi trên hình thì màu nó đậm nhất, không biết màu nó màu nâu nhạt, rồi nó xâm nhập được cái nó xâm nhập từ vào tinh hoàn, qua màu tinh hoàn tinh đó, rồi nó di chuyển sang nó trên vi thể nó ba loại thường gặp nhất là tinh bào điển hình, của tinh bào điển hình thì đám tế bào của u nó từng đám từng dãy, rồi u tinh bào loạn sản thì tế bào đa dạng dị dạng hơn, cái tế bào khổng lồ có nhiều phần màu, còn u tinh bào sinh tinh thì nó có ba loại tế bào. Viện nhân đại thể á là cái khối u không phải khối u này cái gì, khối u nguyễn này luôn á, nguyễn này luôn là cái khối u á, nó sập chiếc toàn bộ tinh hoàn nguyên cái khối u rồi. Cái thước không lớn lắm, nên tôi sẽ để dưới đầy dài này, nên tôi quay 7-8 cm. Thì mặt cắt nó màu vàng nâu, nhưng nó đậm nhất, đậm, nó là cái u đậm. Trên vi thể đó, thì mình hay gặp nhất đó là cái u tinh bào điển hình, cái tế bào u thì cái thước nó hơi lớn, nó hơi phô bào một chút, cái thước trung bình, nó sẽ là đạm. Trung bình nó có mấy cái vết, nó chỉ mấy cái vết sợi, trên vết sợi nó hấp nhập nên phô bào. Tế bào thì lớn, bào tinh sáng, nhân nằm ở giữa, đó là hay gặp nhất. Còn cái u tinh bào mà cái này là u tinh bào điển hình, còn cái này là u tinh bào sinh tinh. U tinh bào sinh tinh thì nó có những cái tế bào khổng lồ, có những cái tế bào khổng lồ rất lớn. Rồi còn cái u tinh bào loạn sản nhiều hơn bao nhiêu. Rồi cái carcinoma phổi, carcinoma phổi thì cái tuổi cũng tuổi thanh niên trẻ hơn cái ung tinh bào chút, 20-30 tuổi, tỷ lệ thì nó không nhiều lắm, khoảng 3%.
chiếm toàn bộ tinh hoàn, nhưng mà nó có thể xâm nhập nhiều vào tinh hoàn, chiếm vào tinh hoàn. Cái mặt cắt của nó thì nó không độc nhất, nó khác nhiều được vào và không độc nhất. Có nhiều ngoại tử xuất huyết. Còn đến tế bào thì nó dạng tế bào phôi lớn dị dạng, nhân đồng màu hoặc nhân rõ lớn. Tế bào xếp thành đám, có thể dạng ống tuyến. Rồi, cái tướng thường nó không lớn mà cũng tế bào thì phải phát hiện, nhưng mà nó có nhiều ngoại tử xuất huyết. Nó không có độc nhất, nó có nhiều ngoại tử xuất huyết. Trên nguyên thể mình thấy có khi nó sẽ tế bào cái nước lớn xếp thành đám đặc, xếp thành đám đặc, hoặc là xếp thành dạng ống tuyến, xếp thành dạng ống tuyến. Có thể nó có những vùng ở dưới mặt sâu đây nó có chảy máu hoặc cầu đó, tế bào nhìn rất là non. Nhìn cái tế bào này nó bị chi cốt cái gì đó có thể học nó chèn những cái tế bào thời kỳ phôi thai chưa kịp quá, nó giống như thì nó là ung thư, rất là diễn tiến rất là xấu, là gì cần xa. Rồi cái này mình gặp tên gì nhiều rồi, gọi là bây giờ cái thuật ngữ chính xác của Tổ chức Y tế Thế giới gọi là u túi nội hoàn, vô sắc tumor. Thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi nhưng mà cũng hơi lớn hơn, tôi mới gặp ca u túi nội hoàn mà di căn gan thì bé cũng khoảng 5 tuổi rồi, nói chung thì tuổi nó không lớn lắm. Rồi có thể xảy ra người lớn, nhưng mà nếu có người lớn thì nhớ là có thể kèm với những cái u tế bào hoàn khác, ví dụ như là carcinoma phôi hay là u quai của mình. Rồi cái đại thể thì kêu thì nó mềm, nó mặt cắt thì không độc nhất, cũng có một xuất huyết, có một số lá bọc trên vi thể thì